chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh quý vị và các bạn thân mến quan tâm giúp đỡ người khác là bản tính tốt đẹp của dân ta tuy nhiên khi giúp đỡ người khác mỗi người cần phải hiểu rõ luật thực hiện đúng các quy định để tránh những điều đáng tiếc xảy ra cho chính bản thân mình và người được giúp đỡ. Câu chuyện truyền thanh thấu tình đạt lý của tác giả Thúy Hằng phản ánh vấn đề này. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Kim Cương trong dây Tâm, Hồ Trải trong dây Ông Hai, Kim Liên trong dây Bà Tư, Quốc Sĩ trong dây Ông Tư, Tường Duy đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn bà hai đang tưới nước cho mấy chậu kiển đằng trước sân có tiếng chó sủa bà nhìn ra thấy tâm đang e dè đứng nép ngoài cổng tắt dò dò nước bà lên tiếng hỏi tâm có chuyện gì vậy vô đây nè con dạ có gì mà ngại ngùng lấp ló dạ con tính lại đây ngồi nè con nói thím nghe coi có chuyện gì dạ con tính qua đây để tính gì thì nói thẳng ra Chỗ Thiếm với bay ấy, thì còn ngại ngùng gì nữa, Con biết là con nhờ giả chú Thiếm nhiều rồi nên con cũng ngại lắm. Có gì mà ngại, đừng có rào trước đón sau nữa. Có gì thì nói Thiếm nghe. Dạ, con tính đi Bình Dương làm ăn. Sao lại phải đi tới Bình Dương lận? Thân gái một mình rồi mắt con nhỏ nữa, sao đi làm được? Con tính kỹ nghe chưa? Dạ, con biết là khó khăn. Nhưng mà ở đây thì không có công việc làm để con kiếm tiền nuôi con, mà trên đó thì công việc nhiều, con có thể gửi con của con vô nhà trẻ để con đi làm. Con tính cho kỹ đi, chứ lần đó chi phí ăn uống, chăm sóc cho nó rồi còn phải đi gửi nhà trẻ nữa. Con đi làm mà đủ tiền để trang trải không? Chưa nói là lúc bệnh hoạn ốm đau, trong khi ở trên đó có một mình hà, ở dưới này dù gì cũng có bà con xóm giềng giúp đỡ. Con cũng không còn cách nào khác á ở đây cũng nhờ chú Tư cho mượn đất, cất căn nhà tạm. Chứ con có cơ sở gì làm đâu. Con của con thì ngày một lớn, đủ thứ tiền để chi tiêu hết trơn. Vậy là con quyết định lên trên đó làm hả? Dạ, con định mượn trước thiếm ít tiền để phòng thân. Con lên kiếm việc làm, rồi con dành dụm trả lại cho thiếm sao? Ừ, đi xa thì phải có tiền trong mình rồi. Nhưng để thiếm tính lại coi. Nếu thiếm thấy không tiện thì... Không phải vậy. Thiếm nói tính lại á là thiếm tính cho con cơ sở nào đó để làm. Con có biết ngành nghề nào đâu. Nè, con thấy không? Trước mặt nhà thiếm đó, nếu con cất một cái nhà nhỏ buôn bán là được lắm đó. Vậy ý của thiếm là Ờ, à, sao bây giờ thiếm mới nghĩ ra. Đúng là chỗ lý tưởng. Con nhìn kỹ đi. Nếu cất cái nhà sàn ra xong thì có hai mặt luôn. Vừa có mặt sông, trên đây là có mặt lộ thuận tiện cho việc buôn bán lắm. Thiếm thấy công việc làm ăn này á khả thi đó tâm. Nhắm được không thiếm? Được, thiếm thấy về buôn bán ở đây là ổn thôi, không cần phải đi đâu cho xa. Ở nhà buôn bán rồi chăm sóc con nhỏ, tiện cả đôi đường. Cốt nhà rồi còn mua sắm đồ đạc nữa, con sợ không có vốn. Không có sao đâu, thiếm cho mượn. Bây cứ chí thú làm ăn thì đừng có lo gì hết á. Dạ, con cảm ơn thiếm công tình này á suốt đời con cũng không có quên được thôi con hơn nghĩa gì con sống tốt là thím mừng rồi dạ giờ về bển lên kế hoạch mua sắm vật liệu đi không biết gì thì qua hỏi chú hai dạ để con về bển á con hỏi chú tư cần mua sắm gì để dựng nhà sàn ừ vậy cũng tốt nói là phải làm liền mới được nha dạ con về bển liền đây ủa bà làm cái gì mà con tâm nó gấp gáp quá vậy bà ông về rồi đó hả để tôi nói chuyện này cho ông nghe có chuyện gì mà bà làm ra vẻ quan trọng quá vậy ta nói con tâm nó định lên bình dương làm việc nó qua đây mượn mình số tiền để phòng thân nhưng tôi thấy lên trên đó cực khổ quá con nó còn nhỏ mà đi làm vậy thì bất tiện ở đây ai cũng thương hai mẹ con nó tội nghiệp một mình ơn không có ai thân thích không có việc gì làm phải trâu dạt như vậy hoàn cảnh mẹ con nó thì đáng thương lắm nhưng mà lên trên đó không dễ sống đâu à nha tôi thì cũng thấy vậy Nên tôi định cho nó cất nhà tạm ở dưới bến nhà mình Để nó buôn bán Chỗ đó vừa thuận lợi cho đường thủy Mà cũng thuận lợi cho đường bộ Hai mặt để buôn bán được hết Tôi tính vậy thấy được không ông? Quá được vậy chứ Nhưng mà... Nhưng sao? Chuyện này á bà đã quyết định rồi Thì còn hỏi tôi được hôn gì nữa? Ông thông cảm Nó mới qua nói vậy Nên tôi nghĩ ra tức thời Rồi nói cho nó luôn Nên chưa kịp bàn bạc với ông hết chứ nói thì nói vậy chứ bà biết tính tôi mà tính tôi đâu có nhỏ nhen cho nên tôi mới hùng hồn quyết định như vậy đó chứ rồi nó tính sao bà nó về bển mượn chú tư mua vật tư để cất tạm căn nhà rồi sau đó mua đồ tập quá về bán chắc nó không có vốn gì đâu mình phải giúp nó mới được bà ơi tôi có nói với nó rồi ông khỏi lo chuyện đó ừ như vậy cũng ổn rồi vợ chồng mình đã giúp đỡ được mẹ con nó rồi đó Tôi thấy nó vui lắm ông ơi Giúp mấy đứa chịu thương chịu khó vậy mới đáng Tội nghiệp nó coi cút Thôi coi như làm phước cho con cháu mình sau này đi Ông ơi Hay ông ở nhà nha Tôi chạy qua bến á Coi con Tâm á Nó bạn tính tới đâu Sẵn đem tiền cho nó mượn luôn nghe ông Lúc nãy gấp quá Nên chưa kịp đưa cho nó Ừ Mà khoan đã Cơm nước xong chưa bà Xong rồi Tôi đi qua bến chút xíu về liền hà Đợi tôi dọn cơm cho ông ăn nha Ừ ủa chị đi đâu vậy chị hai tôi định qua nhà chú nè cô chú với con tâm bàn chuyện cất nhà tới đâu rồi khỏi đi chị ơi tôi vừa nghe con tâm nói là qua đi liền đó là sao chú tư bộ có chuyện gì hả nghe nói anh chị kêu con tâm cất nhà ở dưới mé sông ngay chỗ bờ kè đó hả đúng rồi ngay dưới bến nhà tôi đó chú thuận lợi cả đường thủy đường bộ anh hai cũng đồng ý luôn hả đương nhiên là đồng ý rồi sao chú hỏi vậy Tôi hỏi vậy là có lý do. Bộ anh chị nghĩ đất đó là của anh chị hay sao? Ủa, trước cửa nhà tôi, không phải của tôi chứ của ai mà chú nói vậy? Nãy giờ chú làm tôi không hiểu. Ý chú là sao? Chú nói cho vợ chồng tôi biết coi. Ý của tôi là chỗ đất ngay trước sông, nhà nước làm bờ kè để bảo vệ đường giao thông quốc lộ. Đó là tuyến đường của xã. Anh chị không có được phép cất nhà trên đó muốn làm gì á cũng phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương chú tư chú nói gì kỳ vậy ông đất nhà mình mà mình phải xin phép làm sao đâu chú nói cho rõ ràng coi chú tư chú nói thì tôi vẫn chưa hiểu kịp nè đất ở trong đây á mới đúng là đất của anh chị nè còn đất cặp sông á là đất của nhà nước anh chị muốn làm á thì phải xin phép với lại đây là con sông lớn để thông thương thuyền bè qua lại cho dễ anh chị kêu cất nhà gia ra sông thì làm sao mà thuyền bè người ta lưu thông Làm chướng ngại vật như vậy Đâu có được Chú nói cũng có lý Lý đâu mà lý Cái sông lớn trà bá vậy đó Tôi chỉ cất nhà ve ra ngoài một chút xíu thôi Có ảnh hưởng gì tới việc lưu thông đâu Nói gì thì nói Địa phận đất tôi tôi cứ làm Bà cứ từ từ đi Chú Tư cũng muốn tốt cho mình thôi mà Cái này anh nói đúng Tôi biết anh chị là người tốt Muốn giúp đỡ mẹ con con Tâm Có chỗ làm ăn ổn định Nhưng mà nếu cất vậy là không có được có gì mà không được ở cái xã này ai cũng biết hoàn cảnh mẹ con con tâm rồi không ai thương thì thôi nỡ nào mà kiếm chuyện với nó chứ mình thì thương nó nhưng mà cũng phải cho đúng mới được nha bà nói như chú tư mình làm như vậy là hại nó rồi chứ thương gì đâu sao tự dân ông nói vậy mình hại nó gì chứ hại đó chị bây giờ mình cất nhà lên không xin phép chính quyền người ta đến buộc dở nhà rồi phạt này kia nữa Chị coi có phải hại nó không nè Có chuyện này không hả ông hai Nếu chú từ nói vậy thì có lẽ là có đó Sao mà có lẽ ở đây nữa Đúng hay không cho chắc chứ Tại cái này hồi đó vợ mình chưa biết Nên sao dám chắc chắn được Không tin thì anh chị cứ đợi đi Lát nữa sẽ biết thôi hà Ủa ai như con Tâm kìa Dạ con chào chú thím Hai Con chào chú Tư Bay đi hỏi sao rồi Dạ không được rồi chú Đó anh chị thấy chưa vụ này sao tâm bay nói cho thím nghe tường tận coi dạ chú tư chú nói á là mình không được cất nhà dưới sông như vậy nhưng để chắc ăn á con đã chạy ra quỷ ban hỏi mấy anh ở trên đó đúng là không có được phép thím ơi nhưng trên đó giải thích ra làm sao mấy anh nói á đây là tuyến đường thủy không thể cất nhà trên đó được nếu cất nhà thì ghe tàu dừng đổ sẽ làm xối mòn bờ kè ảnh hưởng đến kết cấu bờ kè nếu người ta đã nói như vậy là không được rồi mình tính cách khác đi bà chắc cái số của con là phải lên bình dương thiệt rồi thì cứ từ từ để suy nghĩ coi làm sao đã đi lên đó không có dễ sống đâu con rồi rồi tôi nhớ ra chuyện này rồi con tâm không có cần đi đâu hết ông tìm ra chỗ làm cho con tâm rồi hả ừ bảo đảm mọi người nghe là thích liền anh nói thử coi chỗ nào chỗ này Vì sao nói là không cất nhà dưới sông được mà thì tôi có nói cất nhà dưới sông đâu Vậy là sao? Vậy nè Bà còn nhớ cái vụ tôi với bà Tính hiến đất cho xã làm trường học không? Cái vụ đó ăn nhập gì vụ này? Mình đang nói chuyện con Tâm mà Thì đây, bà cứ từ từ để tôi nói Xã quyết định xây trường rồi Mà xây trường học á Thì học sinh đông lắm Nếu buôn bán chỗ đó thì quá tốt rồi Còn gì nữa À, đúng rồi hen Tự dưng tôi quên luôn chuyện đó Đúng rồi cất nhà ngay trường rồi buôn bán thì đủ sống rồi. Nhưng khoan, đừng để mừng hụt. Chú Tư, chú Tư. Tôi nè, sát bên á, mà chị kêu lớn làm tôi giật mình hả? À? tôi thấy chú đang suy nghĩ chuyện gì á. Nè, chú nghe ông nhà tôi nói rồi đó, chú thấy được không vậy? Nếu được vậy thì quá tốt rồi, có gì mà chị phải hỏi tôi. Rồi, yên tâm rồi đó ông, vậy là chuyện này mình tiến hành được đó. Tâm, dạ, mày thấy làm sao? Chú Thiếm nói vậy, mày có ưng không? chú thím thương mà lo nghĩ cho con á con mang ơn chú thím nhiều lắm cái con nhỏ này lại ca cái bài ơn nghĩa rồi nói tóm lại bây có chịu không dạ chịu chú thím cho con chỗ tốt quá rồi nhưng mà có điều hiểu rồi tiền bạc để thím lo còn nhà cửa thì để tôi lo cho nó cái đó đơn giản cây nhà lá vườn có sẵn hết không cần lo gì nhiều đâu có chỗ cho mẹ con nó làm ăn buôn bán tôi mừng lắm vậy coi như xong hen con hứa sẽ cố gắng làm ăn để hỏng phụ lòng chú thím hai và chú tư đã giúp đỡ cho con ừ vậy được rồi mình xúc tiến làm đi đâu có gấp được bà phải từ từ theo quy trình chứ ủa sao tự dân ông làm tôi cục hứng vậy em hai chứ bà nghĩ coi trường chưa xây xong á mà bà kêu tiến hành á sao được ờ à, he quên vậy là mình phải đợi thôi ừ cũng không đợi lâu đâu Vậy trong thời gian này, Tâm, ráng kiếm chuyện gì làm để có thu nhập nghe con? Dạ, con sẽ ra chợ buôn bán, công việc thường ngày của con mà thiếm. Như vậy là chu toàn hết rồi, vừa có chỗ cho con Tâm làm, vừa không gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Ừ, đúng là làm đúng thì khỏe thiệt, chứ để làm mà cứ phập phòng á, mệt gì đâu á. Dạ, để con về bển, con thu xếp đi chợ nha chú thiếm. Để uh, chú về với bay luôn, tôi về nghe anh chị hai ờ à. xong bây giờ ăn cơm được chưa bà tôi đói quá rồi nè có ngay có ngay ông đợi đi tôi dọn ra liền nè quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh thấu tình đặc lý của tác giả Thúy Hằng đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh Vĩnh Long xin được khép lại Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt.